Hello, xin chào tất cả các em. Chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Lesson 2, Language. Ở phần này chúng ta sẽ tập trung vào phần ngôn ngữ. Đầu tiên là pronunciation, là kỹ năng phát âm. Stress in three syllable adjectives and verbs. Những cái trọng âm ở những tính từ ban tiết và những động từ ban tiết. Number one, listen and repeat. Pay attention to the stress syllable in each word. Hãy lắng nghe và sau đó nhắc lại. Lưu ý đến những cái từ được nhấn trọng âm ở mỗi từ. Chúng ta lưu ý cái cột đầu tiên của chúng ta là three syllable adjectives, là những cái tính từ mà có ba âm tiết. Và cột số 2, three syllable verbs, là những động từ có ba âm tiết. Thì mẹ chú ý lắng nghe nhé. Track 45, Unit 6, Gender Equality, Page 67, Language. Pronunciation. Stress in three-syllable adjectives and verbs. Activity 1. Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllable in each word. Three-syllable adjectives. Expensive. Fantastic. Medical. Opposite. Three-syllable verbs. Organize. Benefit. Develop. Encourage. Em đã nghe xong, bây giờ chúng ta hãy cùng nhắc lại nhé. Lưu ý đối với những âm được nhấn trọng âm thì sẽ có dấu phẩy trên ở đằng trước. Chúng ta sẽ đọc âm đó to rõ ràng, cao hơn những âm khác. Đầu tiên là cột tính từ có ba âm tiết. Expensive, expensive, đắt đỏ. Fantastic, fantastic, thú vị, tuyệt vời. Medical, medical, trọng âm số 1 thuộc về y học. Opposite, opposite, trọng âm số 1, đối lập. Tiếp theo đến cột động từ organize, là tổ chức, động từ. Benefit, lợi ích. Develop, phát triển. Và encourage, là khuyến khích. Bây giờ các em cùng đến với phần 2. Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. Hãy nghe và đánh dấu những cái âm tiết được nhấn trọng âm ở các cái từ dưới. Vậy chúng ta hãy cùng đến các câu nhé. Number 1. We'll celebrate her success with her party. Chúng tôi sẽ tổ chức, sẽ kỷ niệm cái thành công của cô ấy bằng một bữa tiệc. Vậy đây chúng ta thấy từ celebrate. Celebrate, đây là động từ có ba âm tiết. Âm cuối cùng là nguyên âm dài, vậy chúng ta nhấn trọng âm số 1, celebrate. Number 2, they have to discover new ways to promote gender equality. Họ hy vọng là khám phá ra những cách mới để thúc đẩy sự bình đẳng giới tính. Discover, trong âm số 2, động từ. Number 3, the job requires both physical and mental strength. Công việc này thì đòi hỏi, chúng ta sẽ dịch ngược, cả cái sức khỏe cũng như là sức khỏe thể chất cũng như là sức khỏe tinh thần. Từ physical, đôi equal nhấn trọng âm trước đó, physical tính từ. Number 4, equal opportunities in education bring important changes in society. Những cái sự cơ hội bình đẳng trong giáo dục thì mang lại những thay đổi quan trọng đối với xã hội. Thế đây từ important, tính từ trong âm số 2. Chúng ta chuyển đến phần từ vựng, vocabulary. Gender equality, sự bình đẳng giới tính. Number 1, match the words with their meanings. Hãy nối các cái từ với nghĩa của chúng. Number 1, equal. Equal đây là tính từ. Vậy chúng ta sẽ nối với câu. Câu Y các em nhé. Having the same rights, opportunities as other people. Rất là bình đẳng đấy. Number 2, kindergarten. Kindergarten danh từ. Ở đây có nghĩa là nhà trẻ. Okay. Vậy chúng ta sẽ nối là school for children as it 3 to 5. À, trường cho những trẻ em ở độ tuổi 3 đến 5 tuổi. Number 3, treat. Treat ở đây là động từ, cư xử, đối xử. Vậy đây chúng ta sẽ nối với câu B. To deal with or behave towards somebody in a certain way.
đối xử cư xử với ai đó theo một cái cách nhất định. Number four, surgeon ở đây có nghĩa là bác sĩ phẫu thuật. Danh từ a doctor who does operations in a hospital, những bác sĩ mà tiến hành những cuộc phẫu thuật trong bệnh viện. Number five, gender là danh từ, ok, có nghĩa là giới tính. Chúng ta chọn câu D. The fact of being male or female, tức là giới tính đấy, nam hay nữ. Bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần 2. Complete the following sentences with the words in one. Hãy hoàn thành các câu đằng bên dưới với những cái từ ở bài số 1. Number 1. Nowadays, male teachers can be seen working at. Ngày nay, những giáo viên nam có thể thấy là làm việc ở đâu? Vậy chúng ta cần một địa điểm, chính là kindergarten. Kindergarten là nhà trẻ. Number 2, the performed an 8-hour operation on my grandpa yesterday. Ngày hôm qua thì ai đó đã tiến hành một cuộc phẫu thuật 8 tiếng cho ông của tôi. Vậy là surgeon, ok, bác sĩ phẫu thuật. Number 3, some parents may boys differently from girls. Nhiều bố mẹ có thể đối với những cái cậu bé khác biệt so với các cái cô bé. Vậy đây chúng ta thiếu một động từ đây, từ treat, ok, treat. Number 4, traditional roles influence how men and women should behave. Traditional roles ở đây là những cái vai trò truyền thống về giới tính, đúng không nào, ảnh hưởng đến cách phái nam và phái nữ cư xử. Vậy đây chúng ta thiếu một tính từ, chúng ta sẽ chọn từ thiếu một danh từ hoặc tính từ. Đây chúng ta sẽ điền từ gender, vai trò về giới tính. Number 5, they should promote income opportunities for men and women. Họ nên thúc đẩy những cái khoản những cái cơ hội thu nhập bình đẳng cho cả nam và nữ. Vậy chúng ta sẽ có từ equal. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần grammar là ngữ pháp các em nhé. Ở đây chúng ta sẽ đến với passive voice with models. Câu bị động với những động từ khiếm khuyết. Lưu ý những cái động từ khuyết thiếu. Chúng ta có các động từ khuyết thiếu như sau. Can ở thể hiện tại là có thể. Could thể quá khứ cũng có nghĩa là có thể. May ở thể hiện tại là có thể. Might thể quá khứ cũng có nghĩa là có thể. Từ must là phải làm gì, ought to là nên và to should là nên. Vậy đây chúng ta thấy là câu chủ động active voice và bị động trên tiếng Anh là passive voice. Vậy thì quy tắc của câu chủ động là động từ khuyết thiếu sẽ cộng verb nguyên thể, còn câu bị động là động từ khuyết thiếu sẽ cộng be cộng verb quá khứ phân từ. Chúng ta sẽ thêm ed đối với những từ có quy tắc hoặc là lấy ở cột 3 đối với những động từ bất quy tắc. Ví dụ, engineers may build a new bridge. Những kỹ sư đấy có thể xây dựng một cây cầu mới. Đây là câu chủ động bởi vì là chủ thể của hành động, thực hiện hành động. Vậy thì chúng ta viết lại, một cây cầu mới có thể được xây dựng bởi những kỹ sư. Thế đây chúng ta sẽ biết đảo cái tân ngữ lên trước. A new bridge may be built. Thế đây từ build lấy ở cột 1 thì từ này lấy ở cột 3. By engineers bởi những kỹ sư, đúng không nào? Ở đây sau quá khứ phân từ chúng ta có thể thêm by để thêm cái đối tượng thực hiện hành động, đúng không nào? Vậy thì chúng ta hãy đến với phần bài tập nhé. Number 1, choose the best answers. Hãy chọn đáp án đúng nhất. Number 1, some people still think married women. Nhiều người vẫn nghĩ là những phụ nữ có gia đình không nên cho phép hay là không nên được cho phép làm việc. Vậy đây chúng ta thấy không nên được phép làm việc, chúng ta sẽ dùng cấu trúc bị động là shouldn't be allowed. Nhớ là bị động chúng ta sẽ đưa cái từ not vào động từ khuyết thiếu nhé. Number 2, both men and women can be worked as surgeons. Cả nam giới và nữ giới có thể làm việc hoặc có thể được làm việc như là các bác sĩ phẫu thuật. Vậy cái này mang nghĩa chủ động, chúng ta sẽ chọn can work. Number 3, cooking classes may be offered to all students. Những lớp học nấu ăn có thể
đề xuất cung cấp cho toàn bộ học sinh hay là được giới thiệu cho toàn bộ học sinh, thì cái này mang nghĩa bị động, chúng ta sẽ chọn câu này. Number 4, my sister could be joined the Air Force. She wants to be a fighter pilot. Chị gái của tôi có thể được tham gia lực lượng không quân. Chị ấy muốn trở thành một phi công chiến đấu đấy. Vậy đây chúng ta là mang nghĩa chủ động, chọn could join. Number 5, all the food must be prepared before the guests arrive. Toàn bộ đồ ăn phải được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi khách đến. Vậy cái này mang nghĩa bị động rồi, được chưa? Chúng ta sẽ mang nghĩa bị động. Chúng ta chuyển đến phần 2. Rewrite the following sentences using the passive voice. Hãy viết lại các câu sau sử dụng dạng bị động, dạng cấu trúc bị động. Câu số 1, they may complete the report on gender equality by April. Họ có thể hoàn thành cái bản báo cáo về sự bình đẳng giới tính trước tháng 4. Vậy đây chúng ta sẽ thấy là chủ ngữ là they này. Cái nhóm động từ là may complete, đúng không? Và tân ngữ là the report on gender equality. Bản báo cáo về sự bình đẳng giới. Chúng ta sẽ viết lại đảo tân ngữ lên trước nào. Cấu trúc bị động các bạn nhớ nhé. Là chủ ngữ, tức là từ tân ngữ chuyển lên đấy. Sẽ cộng từ khiếm khuyết, model. Một cái động từ khiếm khuyết. Cộng be, sau đó cộng be to, có thể còn by. Cộng tân ngữ chính là chủ ngữ chuyển xuống. Vậy chúng ta sẽ viết như sau. The report on gender equality may be completed by April. Lưu ý là những cái chủ ngữ chung chung không chỉ định cụ thể ai, như là they này, vân, chúng ta có thể bỏ đi nhanh nhé. Không cần by nữa. Cái từ by April là trước tháng 4 chứ không phải bởi tháng 4. Number 2, businesses can create more jobs for girls and women. Những cái doanh nghiệp có thể tạo ra nhiều việc làm cho phái nữ và phụ nữ hơn, các bạn nữ và phụ nữ hơn. Vậy thì chúng ta sẽ biết xác định chủ ngữ ở đây là businesses, động từ là can create và more jobs, đúng không? Nhiều công việc hơn có thể được tạo cho các cái phái nữ bởi các doanh nghiệp. Chúng ta viết lại là can be created for girls and women by businesses. Number 3, they must provide all girls with access to education. Họ phải cung cấp cho toàn bộ các bạn nữ, phái nữ những cái cơ hội with access, cơ hội tiếp cận, cái sự tiếp cận đối với giáo dục. Vậy đây chúng ta sẽ thấy chủ ngữ ở đây là they này, động từ là must provide, all girls là tân ngữ đã được đảo lên rồi. Vậy thì chúng ta là tất cả các bạn nữ, đúng nào, must be provided with access to education. Ở đây không cần bài tâm nữa các bạn nhé. Number 4, government should improve education in rural areas. Các chính phủ nên cải thiện giáo dục ở những cái khu vực nông thôn. Vậy chúng ta sẽ viết lại là giáo dục ở những khu vực nông thôn nên được cải thiện. Chủ ngữ là government, động từ là should improve education, đây là tân ngữ này. Vậy chúng ta sẽ đảo lên education in rural areas should be improved by governments. Number 5, they ought to give men and women equal rights. Họ nên dành cho những nam giới và nữ giới những quyền bình đẳng. Cái quyền bình đẳng. Vậy thì nam giới và nữ giới, ở đây chủ ngữ là they này, động từ là ought to give men and women, okay? Nam giới và nữ giới nên được trao những cái quyền bình đẳng. Ought to be
Given, từ given bạn lấy ở cột 3 bất quy tắc nhé. Đây là động từ chính thì lấy ở cột 3, còn động từ khiếm khuyết hạ nguyên thêm to be vào giữa. To given equal rights. Quyền bình đẳng. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong lesson 3. Các em đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục nhận được nhiều clip thông báo bài giảng mới nhé.